bạn đang xem Running Man, mời bạn đến với những sản phẩm chất lượng từng xuất hiện trên Running Man Hàn Quốc ngay tại Running Mall. Xin mời Lan Ngọc và Karik. Lan Ngọc Karik hả? Hai màu giống nhau luôn này. Tay. Hãy tìm những đồ vật được giấu ở trung tâm K Building. Wow. Number 1. Số 8. Xin mời số 1 và số 2 di chuyển lên vị trí trung tâm. Ủa? À, 7-8 là anh với ai? Yeah. Yeah, chết rồi, chịu đâu Vinh đâu. Anh sợ quá. Em không thấy được, em cũng sợ anh quá. Cái đó ghê lắm luôn nha. Xin công bố câu đố đầu tiên. Cục kẹo sô-cô-la hình trái tim. Còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? Con rắn đâu đấy? Con rắn. Trái đào đó kìa Ngọc, trái đào nghe không khói. Đâu? Cái này khó vậy ta. Khó người ta em kiếm được không? Khó thiệt. Trời, chạy khát nước luôn á. Trời, chạy khát nước luôn á. Ôi cái này là phải nhìn chi tiết á. Từ á. Người lý. Nhưng mà lúc mà đổi hình khác chưa chắc có. Rắn. Đâu. À con rắn đúng rồi. Rắn. Mấy món? 5 món. Nè. Con rắn. Bao tai nè, con rắn nè, cục tạ nè, con Ê đừng ra đâu. Hồi kia, hồi đầu bên kia. Ê đừng ra đâu. Hồi kia, hồi đầu bên kia. Cái gì? Cái gì? Sao? À. Bao tay. Hay quá. Bao tay cái nào đó, bao tay. Nhưng mà nó sẽ có rất nhiều thứ. Ủa, Vinh ơi, giờ anh nói chuyện em sợ nữa. Con mắt anh kìa. Cái ánh mắt của anh á. Vui lên, hài hước lên. Nói gì căng thẳng vậy? Thôi, thẳng.
Khoan cho em vẽ thêm dài xíu đi, nó thu hút hơn. Cho miếng môi đi, lọt quá. Môi lọt, môi lọt. Môi lọt hả? À. Đó, tươi lên thẳng. Ok, thank you. Phải không? Cái bao tay ở đâu ta? Kiếm cái bao tay. Đang dưới nó thử mỹ phẩm không ta? Nó đang vui. Cái này là gì đó nhỉ? Cái bao tay á mọi người. Clove. Bao tay. Hồi nãy ai thấy được trái đào chứ? Không tìm thấy. Không thấy. Chốc một giờ. Phía dưới. Phía dưới nhiều quá. Một chùm. Trời ơi, ở dưới nữa. Kìa đó, lên. Qua trái. Đó. Trời ơi, trái tim. Cái này nè, phải không? Chun. Chun. Trái đào hả? À, ủa, trái đào. Ủa lên. Ủa lên. Ủa lên. Phải có luôn không? Phải có luôn không? Ăn. Nữa hả? Anh đừng có giành giật của em anh em nhanh nha. Đừng ăn nhanh quá chồn ơi. Cái khác. Cái nào? Thắng luôn rồi. Thúy Ngân chiến thắng. Tôi bàn tàn. Xin mời Lan Ngọc và Caric. Lan Ngọc Caric hả? Hai màu giống nhau luôn rồi. Tay. Ba, hai, một. Trời đất ơi. À. À. Ôi trời. Hay trời, hay vậy. Đúng không? Cái chai nha đam á. Nó cái thiện gì bà? Nè, ba cái anh mới thấy ba cái. Cái muỗng. Trời ơi, bốn năm. Bốn cái. Anh mới thấy bốn à. Why don't you give me this picture? Anh tìm ở gì vậy? Anh thấy gì vậy? Anh tìm ở gì vậy? Anh thấy gì vậy? Bye.
cuộc đua cuối cùng nâng cấp sức mạnh độc chiến. Anh không có được thế thì không có. Người năng lực vượt bậc đã xuất hiện.